Xin được kính chào quý vị khán giả, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình Nông nghiệp 24 giờ. Và ngày hôm nay chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025, đặt ra 7 mục tiêu cụ thể trong khai thác hải sản của Việt Nam. Ngân hàng giống lúa lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long, khoa Nông nghiệp Đại học Cần Thơ đang lưu trữ bảo tồn hơn 940 dòng lúa cải tiến phục vụ cho việc học tập của các sinh viên ngành nông nghiệp. Na bở Liên Khê Hải Phòng, giống na bản địa đã khoác lên mình một tấm áo mới cho giá trị kinh tế cao nhờ nâng cao quy trình canh tác và xây dựng nhãn hiệu tập thể. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi thủy sản Việt Nam bị phía Ủy ban châu Âu cảnh báo thẻ vàng, tới nay đã trải qua gần 5 năm. Nhưng những vấn đề thực hiện những khuyến nghị của EC vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Trước những khó khăn thách thức trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu EC về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định trong thời gian qua, đồng thời hướng tới thực hiện nghề cá bền vững. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt đề án phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025. Đề án đã đặt ra 7 mục tiêu cụ thể trong khai thác hải sản của nước ta. Đây là quyết định mang tính tổng quát và thể hiện quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước ta trong việc loại bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, đồng thời tạo điều kiện để ngư dân thực hiện khai thác có trách nhiệm và nâng cao thu nhập. Cụ thể, đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đặt ra nhiệm vụ tới năm 2025 hoàn thành 100% việc đánh dấu tàu cá và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho các tàu có chiều dài từ 15m trở lên, 100% tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên trước khi rời cảng khai thác trên biển phải được kiểm tra đảm bảo đầy đủ các giấy tờ và trang thiết bị theo quy định, phải được theo dõi giám sát. Cùng với đó, các yêu cầu về khai thác nguồn gốc thủy sản của cả tàu cá trong nước và nước ngoài phải được thực hiện triệt để. Riêng việc vi phạm vùng biển nước ngoài, đề án đặt ra mục tiêu chấm dứt tình trạng vi phạm vào năm 2025 và không để tái diễn trong những năm tiếp theo. Bởi hiện tại, vẫn còn một số tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị nước ngoài thu giữ tàu và thuyền viên. Đề án cũng tổng nguồn kinh phí thực hiện đề án là 1.250 tỷ đồng. Riêng hạng mục đầu tư nâng cấp hoàn thiện hệ thống cảng cá, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lực quản lý kiểm soát tàu cá và truy xuất nguồn gốc hải sản phòng chống IUU lên tới khoảng 1.100 tỷ đồng. Vâng, thưa quý vị, cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu EC đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam được dỡ bỏ hay không phụ thuộc rất lớn từ chính ý thức trách nhiệm của mỗi chính quyền địa phương có biển và các ngư dân tham gia khai thác hải sản. Thực tế, vấn đề nổi cộm hiện nay đó là cần phải giải quyết dứt điểm vấn đề tàu cá vi phạm khai thác, đánh bắt bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU. Chính phủ thì cũng đã ban hành quyết định phê duyệt đề án về phòng chống khai thác IUU đến năm 2025. Và để thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp khắc phục thẻ vàng của EC hướng tới nghề cá có trách nhiệm thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Theo đó, việc hoàn thiện bộ máy quản lý nghề cá, tuyên truyền cho ngư dân và người làm nghề biển cũng như hoàn thiện hệ thống hạ tầng các cảng cá là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Và để có thêm những thông tin về các biện pháp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như ngành thủy sản Việt Nam, thì phóng viên của kênh VTC16 đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Tổng cục Thủy sản. Mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Xin cảm ơn ông Nguyễn Quốc Hùng đã nhận lời tham gia phỏng vấn với kênh VTC16 ngày hôm nay. Vâng, thưa ông, thì vừa rồi thì Chính phủ đã ban hành cái đề án chống khai thác IUU. Thì ông có thể chia sẻ một chút những cái thông tin cơ bản về cái đề án này mà Chính phủ đã phê duyệt. Ngày 14 tháng 9 năm 2022 thì Thủ tướng Chính phủ vừa ký cái quyết định số 1077 phê duyệt cái đề án phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025. Thì cái mục tiêu chủ yếu của cái đề án là triển khai một cách đồng bộ toàn diện các cái giải pháp để triển khai luật thủy sản cũng như là chống khai thác bất hợp pháp, chống khai thác IUU. Vâng, ông có thể chia sẻ một số cái tồn tại ở các địa phương trong 5 năm vừa rồi mà khi EC rút thẻ vàng với thủy sản Việt Nam? Hiện nay thì mặc dù chúng ta đã rất tích cực, tuy nhiên cũng còn rất nhiều cái tồn tại. Thứ nhất là chúng ta vẫn để tình trạng tàu cá vẫn vi phạm khai thác ở vùng biển nước ngoài. Thì 9 tháng đầu năm thì chúng ta vẫn còn 42 vụ, 60 tàu và 549 ngư dân vi phạm khai thác ở vùng biển nước ngoài. Đây là một trong những cái điều kiện tiên quyết mà EC có thể là gửi cảnh báo thẻ vàng cho chúng ta. Cái thứ hai là hiện nay thì
chúng ta đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình được khoảng 93,4%. Tuy nhiên thì số lượng tàu cá khi mà khai thác trên biển tắt thiết bị giám sát hành trình với cái tỷ lệ cũng còn khá lớn, chúng ta chưa kiểm soát được. Và một cái nữa là cái tồn tại này hiện nay thì đối với các cái sản lượng thủy sản mà kiểm soát qua các cái cảng chỉ định thì chúng ta mới kiểm soát được khoảng 20%. Và một cái nữa là cái công tác thực thi pháp luật. Phải nói là vừa rồi là các tỉnh cũng rất là nỗ lực triển khai trong cái việc xử phạt vi phạm hành chính đối với những cái tàu cá và ngư dân vi phạm hoặc cố tình vi phạm. Tuy nhiên thì so với yêu cầu chúng ta chưa đáp ứng, tại vì còn rất nhiều các cái vụ việc vi phạm, đặc biệt là vi phạm của người nước ngoài là chưa có đủ hồ sơ chứng cứ để chúng ta xử lý nghiêm. Vâng, thưa ông, là riêng với hạng mục về việc nhân tố con người, đội ngũ kiểm ngư thì trong đề án mà chính phủ phê duyệt vừa rồi thì có đặt cái vấn đề về là xây dựng hệ thống kiểm ngư cơ sở. Thì quan điểm của Tổng cục Thủy sản cũng như Bộ Nông nghiệp như thế nào để triển khai tốt cái nội dung này? Phải nói là trước đây thì chúng ta chỉ có kiểm ngư trung ương là thực thi pháp luật chủ yếu là các vùng biển xa bờ. Tuy nhiên thì theo luật thủy sản 2017 và nghị định 26 thì cho phép các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển, tùy theo điều kiện thực tế địa phương về công tác bảo vệ nguồn lợi thì có thể thành lập lực lượng kiểm ngư địa phương. Thì cho đến nay thì trong số 28 tỉnh thì đã có 8 tỉnh đã thành lập cái lực lượng kiểm ngư địa phương. Thì có thể thấy là trong thời gian tới khi mà cái lực lượng kiểm ngư trung ương và kiện toàn cái lực lượng kiểm ngư địa phương thì gần như chúng ta sẽ có đủ cái lực lượng để kiểm tra, kiểm soát và quản lý nghề cá cả vùng bờ, vùng lặng và vùng khơi, thì sẽ đảm bảo được cái việc mà rút ngắn cái thời gian mà chúng ta gỡ cảnh báo thẻ vàng cũng như là quản lý tốt cái nghề cá trong thời gian tới. Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng. Vâng, và theo Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì đến hết tháng 6, việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS trên tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đã tiến bộ và đạt được 93,4%. Đây là một tỷ lệ cao nhưng vẫn chưa đạt được như kỳ vọng và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đặt ra. Bởi theo quy định của Ủy ban châu EEC thì Việt Nam cần hoàn thiện việc lắp đặt thiết bị này cho 100% tàu cá để được gỡ thẻ vàng về thủy sản. Vâng, và theo như tìm hiểu của các phóng viên VTC16 thì hiện nay đa số ngư dân cũng đã tự giác và nghiêm túc chấp hành việc lắp thiết bị giám sát hành trình và định vị tàu cá. Tuy nhiên thì việc duy trì hoạt động ổn định và liên tục của các thiết bị giám sát theo quy định thì vẫn còn là vấn đề lớn. Khi mà nhiều tàu cá đã hoàn thành việc lắp đặt thì vẫn có thể có trục trặc xảy ra trong quá trình vận hành do nhiều nguyên nhân khác nhau. Anh Tùng là một trong số những chủ tàu của Hải Phòng đã lắp đặt đầy đủ thiết bị giám sát hành trình và định vị tàu cá cho tàu của mình. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để anh và các bạn thuyền yên tâm trong các chuyến ra khơi nếu gặp rủi ro trên biển, đồng thời duy trì hoạt động khai báo hành trình với cơ quan chức năng. Vẫn khai báo cập cảng rồi thì nhật ký các thứ là đầy đủ hết. Giám sát hành trình các thứ bọn em là tàu năm nay đều hết. Côm rồi thì đàm rồi định vị các thứ rồi thì đầy đủ. Nói chung là máy ở trên tàu, nói chung là máy giám sát hành trình, nói chung là nó đa, nói chung là vẫn là ok. Trên tàu nói chung là 24/24. Nói chung là cái thực sự hành trình ra vào với cảng thì nói chung là rời cảng thì cập nhật thì cũng là ok. Ra vô thì nói chung là cũng trình báo đầy đủ với biên phòng và trưởng của cảng. Theo đánh giá của các ngư dân, dù đã lắp thiết bị định vị và giám sát tàu cá, nhưng điều quan trọng vẫn là việc phải lưu ý tới trạng thái hoạt động của thiết bị trên biển, đặc biệt là những trục trặc do yếu tố chủ quan. Cái thứ nhất là hầu nó sự cố nghẹt quá, nó không xử lý tới cái này, cái như là quên đi. Cái hầu nó có sự cố nó nghẹt quá đó. Vậy là mình không thể mà mình còn minh mẫn để mình nhớ tới cái này. Đây bây giờ nói với anh là máy đồn nghe, định vị rồi đủ thiết bị mà hợp đen hợp đỏ đầy đủ. Từ cái giám sát hành trình là chúng tôi đã tàu trên 15 mét thì đã lắp được 355 tàu ở trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên thì nó cũng có cái việc mà nó xảy ra trong thực tiễn. Cho nên là nó cũng có cái trục trặc từ do máy móc. Thứ hai là bà con một số người cũng muốn là thôi cứ tắt đi sau là ra khai thác được thế nào thì được, chưa tuân thủ một luật một cách nó triệt để. Hiện đã có 4 địa phương hoàn thành 100% việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
là Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Ninh Bình, Cà Mau. Riêng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt tỷ lệ 99,72%. Còn lại 23 tỉnh, thành phố chưa hoàn thành theo quy định. Tiến độ lắp đặt thiết bị VMS còn chậm, chưa đạt theo lộ trình quy định. Đây là những vấn đề rất cần được ngành chức năng các địa phương quan tâm, tuyên truyền tới ngư dân, để từ đó đảm bảo các yêu cầu về khai thác thủy sản hợp pháp và bền vững. Cũng liên quan đến hoạt động khai thác đánh bắt thủy hải sản, sau đợt giảm giá xăng dầu thì mới đây, tàu thuyền của bà con ngư dân bắt đầu đã vươn khơi bám biển trở lại. Tuy nhiên, khó khăn lại tiếp tục vây bổ khi mà dầu lại quay đầu tăng giá, kéo theo những chi phí khác tăng, trong khi giá hải sản thì bị đầu nậu ép rẻ bèo. Vâng, và rõ ràng là với những người ngư dân bám biển thì việc mà xăng dầu tăng giá cao thì đã gây ra trở ngại rất là lớn cho hành trình vươn khơi bám biển của những ngư dân này. Và có lẽ đã đến lúc cần phải có chính sách hỗ trợ cho ngư dân để họ không phải gặp khó mỗi lần mà giá dầu tăng cao. Và để có thể hiểu rõ hơn là giá dầu cao sẽ tác động đến ngư dân vươn khơi bám biển như thế nào, chúng tôi xin được mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Trở về sau chuyến biển dài 10 ngày với tổng thu nhập khoảng 230 triệu đồng. Tuy nhiên, khi khấu trừ các chi phí thì mỗi bạn thuyền của anh Phạm Hữu Thiết chỉ nhận được hơn 4 triệu đồng. Nói chung là chuyến đi khơi vừa rồi thì nói chung là sản phẩm thì cũng đánh bắt cũng được, nhưng mà dầu mỡ năm nay giòn cao. Với cả thì sản lượng thì được nhưng mà giá lại thấp. Vì cơ hội mà hồi 10 mà giờ con cũng 60 là mới lên, còn trước đây cũng 40 thôi. Cho nên anh em đi thì cái công cũng được ăn thua. Nên còn số anh em là cũng về nghỉ hết rồi, đây tàu là bị mua bàn đi đấy. Từ đầu năm đến nay, giá dầu có nhiều biến động, chủ yếu theo chiều hướng tăng. Hiện giá dầu đã lên 24.180 đồng một lít, tăng gần 40% so với cuối năm 2021. Trong khi đó, giá hải sản giảm thấp, không có bạn thuyền nên nhiều tàu cá phải nằm bờ hàng tháng trời. Không ít ngư dân đành bất lực bán tàu do thua lỗ. Đi thì cũng được, thì dân lên là bao nhiêu tàu ở quê ta đây này là dở hết rồi. Dở vất bao nhiêu là triệt rồi, thì nguyên do là mưu sinh không có, không đủ sống, đúng gia đình người ta gì quyết. Thời điểm đầu năm chỉ có khoảng 30% tàu thuyền ở Nghệ An đi khai thác. Đến tháng 7, khi giá dầu giảm, đã có khoảng 80% trở lại hoạt động. Hiện đang vào mùa khai thác nên ngư dân cũng cố gắng vươn khơi. Tuy nhiên, tính toán chi phí, mỗi chuyến biển giá đội thêm hàng chục triệu, buộc ngư dân phải cân nhắc việc ra khơi hay nằm bờ. Về phía huyện thì cũng đang tập trung. Thứ nhất là tập trung để hỗ trợ khuyến khích và tạo điều kiện về các điều kiện về hạ tầng, về khu neo đậu, bến cảng, nạo vét luồng lạch. Rồi đầu tư để các cái hạ tầng để thu hút các cái cơ sở chế biến để phục vụ cho công tác hậu cần nghề cá và tạo điều kiện cho tàu thuyền khi mà trong quá trình mà về bờ cũng như là tổ chức sản xuất. Cái thứ hai là đối với lại cái người dân thì vẫn đang tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ của Trung ương như quyết định 48 rồi nghị quyết 18 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng hỗ trợ cho các ngư dân đánh bắt cũng như là tàu thuyền theo cái nghị quyết của đồng tỉnh. Nghệ An có hơn 3.400 tàu cá, trong đó có hơn 1.000 tàu công suất lớn đánh bắt xa bờ. Tuy nhiên, gần đây số lượng tàu thuyền ngày càng giảm sút. Việc ngư dân không mặn mà vươn khơi sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn cung cho thị trường, ảnh hưởng đến sinh kế của người dân. Thưa quý vị, để phòng chống dịch bệnh trên tôm nuôi, nhiều hộ nông dân ở Nghệ An đã mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, nhất là ứng dụng công nghệ cao, kỹ thuật mới trong nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt gần đây, mô hình nuôi tôm khép kín công nghệ cao được nhiều hộ nuôi áp dụng và qua đó đã mang lại hiệu quả thiết thực, lợi nhuận tăng từ 2 cho đến 3 lần so với sản xuất truyền thống. Nhận thấy nuôi tôm thường chịu ảnh hưởng rất lớn bởi môi trường nguồn nước, tôm sẽ bị nhiễm bệnh và chết. Ông Nguyễn Cường ở xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu đã mạnh dạn áp dụng mô hình nuôi tôm công nghệ khép kín nhiều giai đoạn trên 5 hectare, năng suất cao trên 10 tấn 1 hectare. Hiệu quả thứ nhất là giữ được con tôm. Hiệu quả thứ hai là nuôi được con tôm to. Mà bây giờ cái thị trường thì thực sự mà nói là yêu cầu cũng con tôm to, con tôm nhỏ mà nuôi giả đầu vào hiện giờ mà nói nuôi tôm từ 80 con trở về thì được cho 80 con trở lên là lâu.
Trong giai đoạn đầu, tôm được nuôi trong ao ương khoảng 1 tháng nhằm tránh tác động của thời tiết và các yếu tố khác từ bên ngoài. Môi trường ao nuôi được kiểm soát chặt chẽ nên tỷ lệ tôm sống cao, ít dịch bệnh. Sau đó, tôm được chuyển sang nuôi thương phẩm ở ao lớn hoặc nuôi trong nhà kín. Trung bình thời gian nuôi sẽ từ 2 đến 3 tháng, thu hoạch lợi nhuận cao gấp đôi so với cách nuôi truyền thống trước đây. Vừa rồi thu hoạch thì được 3 tấn 6 gì đó, nhưng tôm đầu thì nằm tôm 40. Với mô hình nuôi tôm khép kín công nghệ cao, bà con thường chỉ nuôi 1/3 diện tích, 2/3 diện tích để xử lý nước, do đó giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, dịch bệnh cũng được thắt chặt nên chi phí thức ăn, tiền điện và các chi phí khác giảm xuống. Cái mô hình nuôi tôm khép kín công nghệ cao này là nó hiệu quả rất cao hơn so với cái nuôi tôm ở ngoài tự nhiên. Đấy. Và thứ hai nữa là cái nuôi tôm công nghệ cao này nó được cái lợi thế là vừa xử lý được cái chất thải nó tốt hơn. Thứ hai là nó giảm tải được cái biến đổi khí hậu ở đấy đó. Sắp tới là chắc chắn là có một số hộ sẽ tiếp tục đầu tư để nuôi theo hình thức là nuôi khép kín công nghệ cao. Nuôi tôm khép kín công nghệ cao tạo nên vòng nuôi tuần hoàn khép kín, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, hạn chế ô nhiễm môi trường. Đây cũng là mô hình kinh tế hiệu quả, hướng đi mới trong nuôi trồng thủy sản, phòng chống dịch bệnh. Còn bây giờ sẽ là một vấn đề nông nghiệp đáng chú ý. Thưa quý vị, Hải Phòng là mảnh đất có tiếng với những loại nông sản thơm ngon hấp dẫn. Người tiêu dùng có thể tìm đến như là bánh đa đỏ, nè, cá thu mộc nắng Đồ Sơn hay là táo bàn la, vải thiều Bát Trang hay là dưa Vĩnh Bảo. Thế nhưng, người tiêu dùng ít ai biết được nơi đây còn nổi tiếng với một loại nông sản quen thuộc, đó chính là na bở. Loại na này nức tiếng gần xa và được trồng ở xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, cùng với các quy trình canh tác vô cùng nghiêm ngặt. Vâng, nhờ cái ưu điểm là cây phát triển nhanh khỏe nè, đậu quả nhiều, sinh trưởng tốt, kháng bệnh cao, có cái hương thơm đặc biệt thì trong những năm gần đây, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên đã xây dựng nhãn hiệu tập thể cho cái loại nông sản này. Và liệu rằng việc mở rộng diện tích trồng cũng như là gia tăng sản lượng thì có ảnh hưởng đến bài toán tiêu thụ hay không, cũng như là cần phải làm gì để có thể bảo tồn và phát triển giống na bở trở thành loại cây cho giá trị kinh tế bền vững? Đây cũng chính là nội dung trong tiểu mục Vấn đề Nông nghiệp ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện cụ thể với một vị khách mời mà chúng ta đã mời đến trường quay. Nhưng trước tiên xin được mời quý vị sẽ cùng đến với một phóng sự do nhóm phóng viên VTC16 đã ghi nhận. Gần một mẫu na của gia đình ông Ngô Sĩ Toàn ở xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, trồng được hơn 15 năm nay. Với quy trình trồng việt gáp, dự kiến vụ na này, gia đình ông thu được gần 400 triệu đồng. Tại đây, ông Toàn và các hộ dân trồng chủ yếu là na bở với nguồn giống thuần chủng, không lai tạp nên tạo cho nông sản này có chất lượng đặc thù. Na bở Liên Khê quả to, mẫu mã đẹp, na chín có mắt hồng, căng bóng, thịt trắng, thơm, có vị ngọt thanh, bổ dưỡng. Trước cái giai đoạn có trồng na dai khoảng 2-3 năm nhưng mà nó cho giá trị nó hiệu quả nó không cao. Sau đó chuyển na bở thì năm nay 15 năm thì đến năm 2017 thì bên nông nghiệp mới đưa vào chương trình việt gáp làm theo quy trình của bên khuyến nông nông nghiệp. Theo các hộ dân, cây na từ khi bắt đầu trồng khoảng 3 năm đã cho thu hoạch. Một cây na vòng đời khai thác khoảng 10 năm, mỗi năm cây na có thể thu hoạch 3 lứa. So với các cây trồng khác, cây na bở giúp đời sống người dân tại đây nâng cao rõ rệt sau chuyển đổi cây trồng. Cây na từ khi mình trồng đến khi mình bắt đầu được thu hoạch là 3 năm. Nói chung là bây giờ một cây na là cứ bình thường là thu được khoảng hơn triệu một cây. Thế và một sào người ta trồng là khoảng 30 cây, tức là nó rơi vào khoảng 45-50 triệu. Thế một mẫu thì tức là nó, nếu mà bình quân đạt nó phải 400-500 triệu một năm. Liên Khê là một xã ở phía đông bắc huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Với diện tích tự nhiên 14,85 km2, ba mặt của Liên Khê được bao bọc bởi sông ngòi cùng các dãy núi đá cao tạo nên những xóm thôn chủ phú. Điều kiện tự nhiên nơi đây đã góp phần hình thành vùng sản xuất nông sản na bở nổi tiếng. Trong hơn 100 hectare trồng na, có 30 hectare đã sản xuất theo quy trình việt gáp. Sản lượng na đạt khoảng 900 tấn một năm.
trong đó sản phẩm đạt theo tiêu chuẩn Việt Gáp là 270 tấn, doanh thu đạt 56 tỷ đồng một năm và lợi nhuận là 16 tỷ đồng một năm. Chính quyền địa phương thì chúng tôi cũng xác định đây là cái sản phẩm chủ lực để phát triển kinh tế của địa phương. Vì vậy mà với được sự đồng ý của thành phố rồi của huyện, chúng tôi đang chuyển đổi trên 100 ha từ cái diện tích lúa kém hiệu quả để tiếp tục chuyển sang trồng na bở. Chúng tôi cũng liên tục là có các cái hoạt động cùng với lại các cái đơn vị của ngành nông nghiệp đóng ở trên địa bàn, tập huấn hướng dẫn cho bà con nông dân, rồi là hỗ trợ về cái việc chứng nhận chất lượng, rồi chứng nhận chất lượng tem truy xuất nguồn gốc đối với lại các sản phẩm theo quy trình Việt Gáp, OCOP, và hướng tới là sản xuất theo hướng hữu cơ. Đời sống của người dân Liên Khê, Hải Phòng từng bước được cải thiện rõ rệt. Nhìn từ mô hình này, không chỉ thấy được tâm sự phấn khởi của người nông dân, mà còn thể hiện một hướng đi đúng trong sản xuất nông nghiệp sạch của chính quyền địa phương. Và thưa quý vị, có mặt trong trường quay của chúng tôi ngay lúc này, chúng tôi xin được giới thiệu sự có mặt của nhà báo Hoàng Trọng Thủy, nguyên tổng biên tập tạp chí Nông Thôn Mới và cũng là một chuyên gia nông nghiệp rất là quen mặt với bà con nông dân. Xin kính chào và cảm ơn nhà báo đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Vâng, xin chào biên tập viên, xin chào quý khán giả của VTC16. Vâng, và thưa nhà báo Hoàng Trọng Thủy, ở trong ký ức của riêng tôi ạ, thì hồi xưa khi mà tôi còn nhỏ thì gần như là nhà nào cũng sẽ có một cái cây na bở, bởi vì đây là một cái loại trái cây mà rất là quen thuộc ở miền Bắc nói chung, đúng không ạ? Tuy nhiên là có một thời gian bẵng đi rất là nhiều năm thì na bở lại không xuất hiện nhiều và thay thế vào đó là những cây na dai ạ. Thì không biết là ở trong ký ức của nhà báo Hoàng Trọng Thủy đã từng được thưởng thức những giống na bở như thế nào, và bản thân nhà báo thì có cái sự phân biệt giữa mùi vị, hương vị của hai loại là na bở và na dai nó sẽ có sự khác biệt như thế nào ạ? Quê tôi ở Đông Triều cho nên là tôi cũng biết được cái chuyện na bở và na dai. Trước hết thì chúng ta thấy là cái na bở thì gốc gác của nó là con trước na dai. Và cái hương vị của nó còn trong ký ức của tôi, một đấy là nó có mùi thơm hơn. Thứ hai nó là ăn là nó có một cái vị thanh và nó tương đối là mát ngọt. Cái thứ ba nữa ấy, đó là nó làm cho người ta rất là dễ chịu khi mà cảm nhận giữa cái vị. Ta hiểu với nhau là miệng được ăn ngon và mũi cũng được ngửi. Và cái nữa đó chính là nó có một cái điểm hạn chế. Đó chính là nó hay bị trụi vỏ. Cho nên là so với na dai ở trong cái thời kỳ đó thì cái na truyền thống của na bở vẫn là một cái ký ức đối với người tiêu dùng. Nó lành mạnh, nó truyền thống và nó rất là gần gũi với người nông dân. Vâng ạ, đó là những cái sự chia sẻ của nhà báo Hoàng Trọng Thủy về cái trái na bở. Mặc dù tôi không sinh sống ở miền Bắc nhưng mà tôi cũng được biết và có tìm hiểu về cái loại na dai và na bở, thì tôi được biết là đối với cái loại na dai thì chúng ta dễ dàng canh tác hơn, đúng không ạ? Canh tác nó sẽ cho được cái hiệu quả canh tác tốt hơn và có hiệu quả hơn và bảo quản cũng tốt hơn nữa. Thế nhưng mà vài năm trở lại đây thôi thì tôi bỗng thấy là na bở ngày càng trở nên đắt khách và cái giá bán cũng khá là cao. Chúng tôi thống kê được là cái giá nó dao động là từ 200.000 đến 240.000 đồng một ký. Phải gọi là một cái giá khá là cao như vậy. Đặc biệt là đối với cái giống na Thủy Nguyên Hải Phòng mà ngày hôm nay chúng ta đề cập đến thì lại càng đắt hơn nữa. Vậy thưa nhà báo Hoàng Trọng Thủy, là phải chăng chất lượng ở cái vùng Thủy Nguyên Hải Phòng này nó khác biệt hơn so với những cái vùng khác hay không? Và một câu hỏi mà tôi đặt ra đây nữa là vì sao cái giống na bở này trước đây cái giá nó rất là rẻ, bây giờ nó lại có giá cao như vậy, có cái sự lội ngược dòng như vậy thưa nhà báo? Trước hết đó là na của Thủy Nguyên của Hải Phòng nó có cái chất lượng cao hơn và mọi người được biết đến hơn. Trước hết là về mặt khí hậu, nó là trồng ở trên núi đa cao, nó khác hẳn với lại na của Ninh Bình, na của Tam Đảo của Vĩnh Phúc, hoặc cái là na ở cái khu vực của ở trong Tây Nguyên. Do như vậy là cái khí hậu ở mà trồng ở trên núi cao thì cái khí hậu nó ôn hòa, nó sẽ tạo nên được một cái hoạt chất và nó có cái mùi vị khác riêng của nó. Đó, như vậy là lợi thế của cái na Thủy Nguyên. Cái điều thứ hai nữa là na của Thủy Nguyên ấy, thì người ta giữ được cái nguyên cái gen bản địa của nó, lại cộng với lại cái kỹ thuật canh tác của người ta là nó rất là theo một cái quy trình ấy, là sản xuất nông nghiệp và sạch, lại hướng tới cái hữu cơ và đặc biệt kiểm soát rất tốt những cái chất hóa chất mà nó có gây hại, cho nên đấy là nó dẫn đến cái chất lượng của nó được biểu hiện như này. Một là cái vị, hai nữa là mùi thơm, và cái thứ ba là nó có rất nhiều khoáng chất, rồi có carbon hydric, có nhiều vitamin C, thì các cái hoạt chất đấy nó làm cho kìm hãm cái sự phát triển của oxy hóa, mà con người thì lại rất rất muốn trẻ, vẫn muốn dinh dưỡng, cho nên nó tạo ra một cái sức hút rất lớn và na của Thủy Nguyên lên ngôi, nó là như vậy.
Dạ vâng. Và thưa nhà báo Hoàng Trọng Thủy, một câu hỏi nữa mà tôi muốn gửi tới nhà báo, đó là trước khi mà Na Bở lên ngôi ấy, thì na dai cũng đã được săn lùng trong một thời gian rất là dài. Và theo như tôi được biết là những loại na dai mà được trồng ở Lạng Sơn hay là Bắc Giang thì cũng đã rất là hút khách đấy ạ. Vậy theo ông tại sao lại có cái sự chuyển dịch từ na dai sang Na Bở đến như vậy ạ? Đặc điểm của người tiêu dùng thì luôn luôn hướng đến cái sản phẩm mới hoặc là quay lại một cái sản phẩm bản địa. Như vậy là việc đầu tiên của nó là sự thay đổi của người tiêu dùng đã làm cho như vậy là Na Bở hấp dẫn hơn. Chúng ta biết rằng là na dai đã ngự trị ở trên thị trường khoảng hơn 30 năm nay. Và 30 năm nay thì đã làm cho người tiêu dùng đã khá quen với lại cái sản phẩm này. Cái điều thứ hai nữa là na dai hiện nay đang có mặt ở Việt Nam thì nó có khá nhiều giống. Đáng lưu ý là giống của Thái Lan nhập vào quả to hơn, cứng hơn và cái mùi vị của nó lại không đạt được. Thế thì người tiêu dùng thì người ta lại thích cái na to đó để đem về thờ cúng và đem đi biếu. Thế còn cái na để mà ăn, nó có dinh dưỡng cao hơn, nó thú vị hơn và nó lại đảm bảo cho cái sự lựa chọn của người ta đạt tiêu chuẩn hơn. Thì Na Bở nó đã giải quyết những cái vấn đề đó. Cho nên là nó có cái tính chất hút khách là cao hơn. Như vậy là cái vòng đời của cái Na Bở đã bắt đầu quay trở lại và đã chiếm được cái ưu thế của người tiêu dùng. Cho nên đấy là cái thị trường đã được bắt nhịp kịp đối với những người sản xuất na của Liên Khê, Thủy Nguyên và làm cho nó bùng nổ và nó thay đổi trong cái giai đoạn chính vì cái lẽ đó. Vâng ạ, để mà nâng cao được cái giá trị của trái na ở Liên Khê thì phải gọi đến là cái sự tư duy của cái những người trồng trái na này. Vâng, thưa quý vị, ngày nay thì chúng ta thấy là với cái xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, nền kinh tế thị trường đang ngày càng đòi hỏi các sản phẩm đảm bảo có chất lượng cao nè, giá cả ổn định và mang cái tính cạnh tranh nữa. Một yêu cầu cấp thiết đặt ra cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực là chúng ta phải xác định được tên tuổi và chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài nước, thưa quý vị. Và cùng với đó thì cái quả na bở Liên Khê đã được Sở Khoa học và Công nghệ của Hải Phòng và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp xây dựng, quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể Liên Khê cho sản phẩm na bở của xã Liên Khê. Dự án này đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh thị trường, ổn định đầu ra cho sản phẩm, đồng thời cũng góp phần là nâng cao cái trình độ canh tác cho người nông dân. Thơm ngọt, vị thanh, không phát hiện thuốc trừ sâu. Đó là một trong nhiều đặc tính mà quả na bở Liên Khê quảng bá đến người tiêu dùng tại các siêu thị trên địa bàn. Khách hàng đến mua có thể trích xuất nguồn gốc thông qua mã QR code để biết thêm thông tin quy trình sản xuất của người dân. Với những người tiêu dùng như ông Tiến, việc truy cập nắm bắt nguồn gốc nông sản như thế này sẽ giúp ông lựa chọn cho gia đình những sản phẩm an toàn hơn. Bởi vì là cái này đã có tem, đã có kiểm định của Cục Bảo vệ Thực vật thì bảo vệ đo lường rồi thì không có sợ gì cả, và chắc chắn đấy nó cũng là tiêu chuẩn. Khách hàng thì phản hồi rất là tích cực, vì là thứ nhất là nguồn gốc canh tác minh bạch, thứ hai là chất lượng na không thu hái non, chín già và rất là ngon. Thứ ba là mặc dù là giá cao, nhiều khách hàng vẫn mua. Mỗi kg na bở như thế này có giá hơn 160.000 đồng, cao hơn gấp 3 lần so với những loại na khác trên thị trường. Có được giá trị này kể từ khi vùng trồng của bà con xã Liên Khê được xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể Na Bở Liên Khê vào năm 2019. Cũng nhờ quản lý khai thác nhãn hiệu tập thể, giá trị của sản phẩm na Liên Khê sau bảo hộ tăng thêm khoảng 15-20%, từ 65.000 đến 70.000 đồng một kg lên 80.000 đến 85.000 đồng một kg. Là chúng tôi cũng đã hỗ trợ cho bà con xây dựng cái quy trình kỹ thuật để làm sao mà trong quá trình mà thực hiện ấy, thì canh tác ấy, thì bà con sẽ tạo ra những cái sản phẩm năng suất, chất lượng và đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường. Và cái cuối cùng đó là rất là quan trọng, đó là khai thác được cái giá trị nhãn hiệu tập thể là chúng ta cần phải tiếp cận được thị trường. Và trong cái khu khổ của dự án này thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ cho bà con tiếp cận thị trường thông qua các hoạt động ví dụ như xúc tiến thương mại hay qua các cái công cụ quảng bá ví dụ như làm các phóng sự, tờ rơi, poster để làm sao bà con có thể tiếp cận được cái thị trường cao cấp. Việc xây dựng các cái nhãn hiệu cho các sản phẩm đặc sản này nói chung cũng như là cho quả na Liên Khê nói riêng, nó sẽ giúp cho cái việc là quảng bá thương hiệu và cái giá trị của các sản phẩm, đồng thời là có thể tránh được việc lạm dụng hoặc là giả mạo nhãn hiệu sản phẩm trên thị trường. Bên cạnh đó thì cũng góp phần khuyến khích và thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Na Bở Liên Khê mang nhãn hiệu tập thể của Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Liên Khê đã tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của thành phố Hải Phòng năm 2021
và đạt tiêu chuẩn 3 sao. Điều này chứng tỏ địa phương đã khai thác tốt quyền sở hữu trí tuệ gắn với chương trình OCOP để nâng cao hơn nữa giá trị, danh tiếng sản phẩm. Đây cũng là tiền đề thúc đẩy việc phát triển, mở rộng thị trường cho sản phẩm nông sản của thành phố Hải Phòng thời gian tới. Vâng, thưa quý vị, rõ ràng là chúng ta thấy là nhờ là chúng ta nắm bắt được thị trường thì trong thời gian vừa qua, ngành nông nghiệp của huyện Thủy Nguyên Hải Phòng đã có một cái sự chuyển dịch rất là lớn trong cái canh tác. Vâng, thưa nhà báo Hoàng Trọng Thủy, chúng ta thấy là từ cái giống na bản địa thì bà con Liên Khê của chúng ta đã xây dựng và phát triển được một cái nhãn hiệu tập thể là na Liên Khê vào năm 2019 rồi. Một cái bước đi rất là tạo nhiều niềm vui cho cái sự phát triển của quả na nơi đây. Và cái giá trị sản phẩm tôi được biết là sau khi mà có bảo hộ được cái nhãn hiệu tập thể là nó tăng lên từ 15 đến là 20%, một cái con số tăng rất là lớn. Thưa nhà báo Hoàng Trọng Thủy, vậy thì cái tư duy của bà con nông dân ở đây khi mà làm cái nhãn hiệu tập thể đối với cái quả na này để phát triển lâu dài thì nhà báo đánh giá như thế nào về cái tư duy làm ăn của bà con? Tôi đánh giá có 4 cái tư duy vượt trội của bà con Liên Khê của Thủy Nguyên Hải Phòng. Cái tư duy thứ nhất đó là người ta lắng nghe sự cái phản hồi của người tiêu dùng hoặc là của các cái chủ vựa, để như vậy là người ta điều chỉnh cái sản xuất và giữ lại được cái quy trình của cái sản xuất đó và tôn trọng cái quy trình đó một cách tuyệt đối. Cái điều thứ hai nữa là tôi cho đây là trong cái tư duy về kinh tế, về thị trường thì người ta thấy là khi mà cái na dai đã tiến dần đến cái sự phổ biến và bão hòa thì na bở nó sẽ chiếm vào cái thị trường kẽ hở, đưa ra một cái thị trường mới và khác lạ, và nó sẽ làm cho cái thị trường đó nó hút được hàng và nó kích thích ở trong cái sản xuất. Đấy là cái tư duy thứ hai. Cái tư duy thứ ba là người ta cùng đi, cùng nghĩ, cùng bàn với nhau và cùng chia sẻ lợi ích với nhau, cho nên nó có cái sự giám sát chéo của người dân với lại người dân, thế là của tổ hợp tác xã đối với lại người dân, và từ cái giám sát đó nó đảm bảo cho cái quy trình của sản xuất và cái tiêu chuẩn của nó được giữ vững. Mà nó làm cho như vậy là cái người tiêu dùng cảm thấy là làm ăn có căn cơ, có quy tắc và có đủ độ tin cậy cao. Và cái cuối cùng của nó đó là cái tư duy gì? Và tôi cho đó là một cái tư duy phải xây dựng được cái thương hiệu, mở rộng cái quảng bá và tiêu thụ ở sản phẩm. Ở đây chúng ta biết đấy là Hải Phòng nó gắn với lại như vậy là cái thành phố tiêu dùng lớn, gắn với lại Quảng Ninh và có cái mức độ thu nhập của người dân là tương đối cao. Do vậy như vậy anh phải đưa ra những cái sản phẩm khác biệt, nó đạt được cái quy chuẩn và tiêu chuẩn, thì cái từ đó thì nó sẽ nâng được cái giá trị lên cao hơn. Như vậy là người tiêu dùng, thị trường, quy trình canh tác và cùng đi với nhau xây dựng một thương hiệu cụ thể. Đó chính là 4 cái tư duy vượt trội của bà con Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Dạ vâng, và thưa nhà báo, qua cái phóng sự mà chúng ta vừa theo dõi vừa rồi thì tôi thấy rằng là những người dân ở trên địa bàn huyện Thủy Nguyên thì họ cũng đã và đang khai thác rất là tốt cái quyền sở hữu trí tuệ gắn với chương trình OCOP để có thể nâng cao hơn nữa những cái giá trị cũng như là danh tiếng của sản phẩm na bở ạ. Vậy thì một cái vấn đề đặt ra đó là những địa phương mà cũng có những cây con đặc sản như vậy thì chúng ta có thể học hỏi gì từ cách làm của huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng ạ? Tôi cho có hai bài học lớn. Cái bài học thứ nhất đó là 3-0. 3-0 có nghĩa là không đưa những cái cây ăn quả tạp để vào trồng xen lẫn với lại cái cây na bở, để tránh cái gì? Tránh cái sự thụ phấn và hấp thụ phấn lẫn nhau, nó làm cho cái gen của nó như vậy là nó sẽ bị thoái hóa. Cái thứ hai không nữa đó là không sử dụng những cái chất hóa chất có độc hại, để như vậy là có trách nhiệm với xã hội và có trách nhiệm với người tiêu dùng và đảm bảo được cái chất lượng và mùi thơm của sản phẩm. Cái không thứ ba nữa đó là anh không được cho những cái là các cái loại na của nơi khác nó trà trộn vào anh khi bán hàng. Và khi mà đã có một cái sự trà trộn đấy vào thì làm niềm tin của cái người tiêu dùng, người ta không còn tin vào cái thương hiệu, hoặc là người ta không có niềm tin vào Liên Khê nữa. Thế còn nó phải có bài học thứ hai là 4 cái có. Cái có thứ nhất là anh phải xây dựng được cái thương hiệu của nông sản của anh, và nhờ những cái thương hiệu đó nó lan tỏa cái chất lượng của sản phẩm và cái văn hóa của người Liên Khê đến tầm ảnh hưởng của thị trường và người tiêu dùng. Cái có thứ hai nữa là phải nghiêm về cái quy trình sản xuất để làm sao mà đảm bảo cho như vậy là nó thật sự là đảm bảo chất lượng và có trách nhiệm với người tiêu dùng. Cái có thứ ba nữa là phải cùng bàn với nhau, như vậy là liên kết với nhau thành tổ hợp tác, thành hợp tác xã, để mà tạo nên một cái sự giám sát lẫn nhau và người ta chia sẻ kinh nghiệm với nhau để tạo điều kiện cho cái quả na nó thăng hoa hơn và nó bay đi xa hơn. Và cái có cuối cùng của nó đó là phải luôn luôn nhận biết được cái sự phản hồi của thị trường, của người tiêu dùng, và từ đó như vậy là anh hoàn chỉnh sản phẩm của mình nó được cái là cao hơn,
Bên cạnh đó thì nó có còn một cái quán nữa là cái vai trò của chính quyền ở nơi đó phải tạo điều kiện cao nhất cho người dân trong quá trình sản xuất, trong quá trình lưu thông và đảm bảo được cái sự an toàn và tin cậy. Thì các yếu tố đó là các cái cơ sở hoặc là ngành sản xuất khác của trong trồng trọt có thể là học tập và tự thay đổi mình. Vâng, rõ ràng là việc là chúng ta xây dựng nên được một cái thương hiệu đã khó rồi. Vậy thì làm sao trong thời gian tới chúng ta phát huy được cái giá trị của cái thương hiệu tập thể này đây thưa nhà báo? Về giữ lại ở thương hiệu thì tôi cho có 3 cái điều mà cô bác cần phải quan tâm. Cái thứ nhất, phải giữ được những cái quý giá nhất của cái sản phẩm bản địa, sản phẩm đặc thù để mà tạo ra một sự khác biệt. Mà khi đã tạo ra được một sự khác biệt thì có nghĩa là nông sản mới đó càng đưa ra được thị trường thì càng chiếm lĩnh được thị trường sớm hơn. Cái có thứ hai nữa đó là phải làm cho cái thương hiệu của mình phải có sự bảo hộ. Mà cái sự bảo hộ thương hiệu ở đây phải tập trung cho cái thị trường truyền thống của mình, cái thị trường tiêu dùng khối lượng lớn nhất, ổn định nhất, trung thủy nhất. Khi đã có sự bảo hộ đó rồi thì sẽ trở thành một cái áo giáp bảo vệ cho cái thương hiệu của mình và nó tạo nên được một cái sức lan tỏa. Cái điều thứ ba nữa đó là không nên tùy tiện mà bỏ đi cái sự giám sát của cộng đồng. Bỏ đi như vậy là cái lời phản ảnh của các cái người tiêu dùng. Và khi chúng ta nhận được những cái điều đó thì cái hình ảnh, đặc biệt là cái văn hóa ở trong thương hiệu của trong tập thể, nó mới có sức lan tỏa và đủ sức chinh phục của cái người tiêu dùng. Khi mà đã có độ tin cậy cao thì người ta sẽ là bạn hàng truyền thống, bạn hàng lâu năm và người ta sẽ song hành cùng với anh kể cả những lúc được mùa, kể cả vào những cái lúc khó khăn nhất. Đó chính là yếu tố văn hóa có trách nhiệm với người tiêu dùng sẽ giữ lại cái cốt cách và phát triển cái sản phẩm của mình tốt hơn. Dạ vâng, xin được cảm ơn nhà báo Hoàng Trọng Thủy với những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi trong chương trình ngày hôm nay ạ. Trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, Ấn Độ đang cấm xuất khẩu gạo tấm, các nhà nhập khẩu đang chuyển hướng tìm nguồn cung gạo tấm của Việt Nam để phục vụ nhu cầu từ nay đến Tết. Dự báo giá gạo sẽ tăng nhanh trong thời gian tới. Bão Nanmadon đổ bộ vào các tỉnh miền Nam Nhật Bản trong ngày hôm qua đã khiến cho ít nhất 43 người bị thương. Xin được tiếp tục với các thông tin về thị trường nông sản. Thưa quý vị và các bạn, thị trường nông sản thế giới tuần qua đã xảy ra xáo trộn sau khi Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu gạo nhiều nhất trên thế giới, đã bất ngờ hạn chế xuất khẩu. Hiện gạo tại Ấn Độ được chia ra làm 3 nhóm, đó chính là gạo tấm, basmati và các loại gạo khác. Ấn Độ hiện đang cấm xuất khẩu gạo tấm và đây là loại gạo chất lượng thấp, thường được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Các loại gạo khác có gạo trắng và gạo lứt sẽ bị áp mức thuế suất là 20%. Trong năm 2021 vừa qua, thì Ấn Độ đã xuất khẩu hơn 21 triệu tấn gạo bằng tổng lượng của 3 quốc gia xuất khẩu gạo lớn tiếp sau là Thái Lan, Việt Nam và Pakistan cộng lại. Như vậy, chắc chắn việc làm này của Ấn Độ sẽ tác động đến thị trường gạo của thế giới. Theo tính toán, giá gạo trắng 5% tấm sẽ tăng khoảng 20%. Các thị trường nhập khẩu truyền thống của Ấn Độ như tại vùng Vịnh cho biết, họ sẽ tìm các nguồn cung từ Pakistan và Việt Nam để thay thế nếu gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ khan hiếm. Dù vậy, vừa qua Pakistan cũng chịu lũ lụt, mất mùa nên Việt Nam đang nổi lên như là một trong các nguồn gạo thay thế tiềm năng. Trong những ngày qua, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng khoảng hơn 30 đô la một tấn so với hồi đầu tháng 9. Giá gạo xuất khẩu tăng khiến doanh nghiệp thu mua lúa của nông dân với giá cao hơn, thị trường trong nước cũng sôi động hơn. Đặc biệt, các doanh nghiệp chuyên xuất khẩu gạo tấm và gạo dài không thơm sang các thị trường châu Phi và Trung Quốc đang đứng trước nhiều cơ hội tìm kiếm thêm được khách hàng mới. Vâng, do thiếu hụt nguồn cung từ phía Ấn Độ nên là nhiều doanh nghiệp của Trung Quốc đã chuyển hướng tìm nguồn cung cấp gạo tấm của Việt Nam để phục vụ nhu cầu từ nay đến Tết. Thậm chí là trước diễn biến mới thì nhiều doanh nghiệp gạo Việt Nam đang ngưng chào bán do dự báo giá sẽ tăng nhanh chóng trong thời gian tới. Các lệnh hạn chế xuất khẩu gạo của Ấn Độ sẽ được cho là khó có thể sớm được dỡ bỏ, thậm chí cho đến vụ thu năm tới. Bởi Ấn Độ là quốc gia có đến 1,4 tỷ dân, an ninh lương thực không bao giờ là bài toán dễ dàng đối với quốc gia Nam Á này. Còn bây giờ xin được chuyển sang một loại trái cây khác cũng đang có sự biến động trên thị trường nông sản. Thưa quý vị, hiện tại thì giá mít Thái đang ở mức cao so với những tháng trước đây. Tại các vùng trồng trọng điểm, mít Thái ở khu vực phía Nam thì đang bước vào thu mua vựa cao nhất với mức giá lên đến là 30.000 đồng một ký. Tại tỉnh Tiền Giang, giá mua tại vựa mít kem lớn với giá là 30.000 đồng một ký, mít kem nhỏ là 19.000 đồng một ký. Mua tại vườn, mít kem lớn có giá 28.000 đồng một ký, mít kem nhỏ 17.000 đồng một ký. Tại các tỉnh thành khác ở đồng bằng sông Cửu Long như Đồng Tháp, Long An, Vĩnh Long, An Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, thành phố Cần Thơ, giá thấp hơn 1.000 đồng một ký.
còn mua tại dừa với mức 29.000 đồng một ký với mức kem lớn và 18.000 đồng một ký đối với mít kem nhỏ. Còn mua tại vườn mít kem lớn có giá 27.000 đồng một ký, mít kem nhỏ có giá bán là 16.000 đồng một ký. Thưa quý vị, thị trường cà phê và hồ tiêu đang ghi nhận mức ngang tại nhiều nơi. Cà phê tại các vùng trồng trọng điểm đang duy trì thu mua ở mức là 46.900 đến 47.500 đồng một ký, còn hồ tiêu ghi nhận mức tăng 500 đồng một ký tại hai địa phương là Gia Lai và Bà Rịa Vũng Tàu. Giá cà phê hôm nay ổn định trở lại sau khi liên tục giảm vào tuần trước. Hiện tại các địa phương trong nước đang thu mua cà phê với khoảng giá từ 46.900 đến 47.500 đồng một kg. Trong đó, Lâm Đồng đang là địa phương ghi nhận mức giá thấp nhất với 46.900 đồng một kg. Hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông cùng duy trì giao dịch với chung mức giá 47.400 đồng một kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk cũng ổn định ở mức 47.500 đồng một kg trong ngày hôm nay. Giá tiêu hôm nay ổn định tại nhiều địa phương. Bình Phước thu mua hồ tiêu với giá 67.000 đồng một kg. Ba tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Đồng Nai có chung mức giá là 66.000 đồng một kg. Riêng hai tỉnh Gia Lai và Bà Rịa Vũng Tàu điều chỉnh giảm 500 đồng một kg so với cuối tuần trước. Hiện tại Gia Lai đang ghi nhận mức giá thấp nhất là 64.500 đồng một kg và Bà Rịa Vũng Tàu có mức giá cao nhất là 67.500 đồng một kg. Thưa quý vị, góp phần lớn trong việc xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đó chính là thị trường Trung Quốc, một thị trường lớn và Việt Nam là nguồn cung không thể thay thế cho thị trường này. Theo Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, từ đầu năm đến nay, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang nhiều thị trường truyền thống đã giảm, bao gồm Mỹ, Hà Lan với Israel. Đáng chú ý, xuất khẩu hạt điều sang Italia ghi nhận tốc độ tăng trưởng đến 3 con số, mức tăng 117,1% về lượng. Trong khi đó, Việt Nam vẫn là nguồn cung hạt điều quan trọng cho Trung Quốc, khó có nguồn cung nào có thể thay thế. Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 8 năm 2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt xấp xỉ 46.830 tấn, trị giá 273,7 triệu đô la Mỹ. Tính chung 8 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 342.300 tấn, trị giá 2,04 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,1% về lượng và giảm 9,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Trung Quốc vẫn là một thị trường quan trọng của hạt điều Việt Nam. Theo Cơ quan Hải quan Trung Quốc, 7 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu hạt điều của nước này đạt 165,34 triệu đô la Mỹ, tăng 90,8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, Trung Quốc nhập khẩu hạt điều chủ yếu từ Việt Nam, thị phần chiếm 87,8%, tốc độ tăng trưởng lên tới 87,8%, đạt 145,18 triệu đô la Mỹ. Tương tự, Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu hạt điều từ các nguồn như Myanmar, bờ biển Nga, Nigeria. Như vậy có thể thấy, ngành hạt điều Việt Nam đang chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các nguồn cung khác. Mặc dù vậy, Việt Nam vẫn là nguồn cung hạt điều quan trọng cho Trung Quốc, khó có nguồn cung nào có thể thay thế. Thưa quý vị và các bạn, tại buổi gặp gỡ các trẻ em có cha mẹ, người nuôi dưỡng đã mất do COVID-19 vào cuối năm 2021, bác sĩ Trần Văn Khanh là giám đốc bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã từng đưa ra lời phát biểu đầy xúc động. Nếu người thân, người nuôi dưỡng các em đau ốm, chúng tôi cũng có chế độ chăm sóc khám chữa bệnh. Nếu nhà cửa mưa dột hay thiếu thốn, chúng tôi sẽ kêu gọi để sửa sang. Các con thiếu máy tính để học thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ. Vâng, và trải qua một năm với rất nhiều những biến động thì công tác chăm sóc hỗ trợ nhóm trẻ này vẫn đang được phía bệnh viện tận tâm thực hiện, với thành quả là những nụ cười đang dần trở lại trên môi, là sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống cùng với những thành tích học tập mà các em đã và đang đạt được. Cơn đại dịch vào tháng 7 năm 2021 đã khiến cho người đàn ông này mất vợ, ba đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi. Nỗi đau quá lớn, tưởng chừng khó lòng vượt qua, nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân cùng sự hỗ trợ của nhiều đơn vị, chị cả vừa tốt nghiệp đại học, mơ ước lớn nhất của em lúc này là có việc làm để phụ thêm tiền bố cùng chăm sóc nuôi dạy các em. Tới thời điểm hiện tại em cũng chưa có người ngoài được, cũng rất là may mắn được bệnh viện lựa chọn tụi em để cho em có được tiếp tục học tập. Tụi em sẽ cố gắng học tốt để không phụ lòng bệnh viện cũng như là các nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho tụi em. Nhớ về cái thời điểm mà bùng phát dịch của cái năm ngoái là cái thời điểm mà rất là khó khăn, sự mất mát nó cũng không riêng gia đình, rất là đau xót. Thống kê cho biết chỉ tính riêng thành phố Thủ Đức đã thống kê được 166 trường hợp trẻ em bị ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch. 10 cháu trong đó đã được bệnh viện Lê Văn Thịnh đại diện bảo trợ trong 5 năm,
chi phí chăm sóc gửi trực tiếp cho gia đình. Với những gia đình khó khăn, bệnh viện và các mạnh thường quân sẵn sàng hỗ trợ thêm về nhiều mặt như chăm lo sức khỏe, khám chữa bệnh, thăm hỏi định kỳ. Ngoài cái tiền hỗ trợ hàng tháng, hàng quý, thì chúng tôi hỗ trợ cho các em cái tạm gọi là học bổng để cho các em động viên tinh thần. Còn các em nào mà đậu đại học mà hoàn cảnh còn tiếp tục khó khăn, thậm chí nếu mà cần để hỗ trợ cho cái xin việc làm thì chúng tôi cũng là cầu nối để giới thiệu cho các cái đơn vị. Xã hội không bỏ các con đâu, những tấm lòng không bỏ các con đâu. Bằng cớ là tới bây giờ là bao nhiêu chương trình, bao nhiêu báo chí đương lo cho các con. Tôi hy vọng rằng sẽ có những trái tim cũng giống như chúng ta cùng hợp sức lại để đem một phần nào an ủi cho những đứa trẻ bất hạnh đó. Làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát ở thành phố Hồ Chí Minh đã khiến hơn 2.150 trẻ mồ côi, trong đó có cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ. Dù không thể bù đắp cho những mất mát vì vắng bố mẹ trên đường đời, nhưng thời gian qua, nhiều cá nhân, tổ chức và chính quyền thành phố đã có nhiều hoạt động hỗ trợ đường dài, chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần, để các em không cảm thấy đơn độc một mình. Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo sâu bệnh và dịch hại 7 ngày được phát sóng hàng tuần trên kênh VTC16. Chương trình có sự đồng hành của Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ mang đến cho quý vị những thông tin toàn cảnh về sâu bệnh và dịch hại hàng tuần, cũng như khuyến cáo kịp thời của các cơ quan chuyên ngành bảo vệ thực vật để bà con có đầy đủ thông tin, kiến thức bảo vệ cây trồng. Thưa quý vị, trong tuần này, thời tiết miền Bắc có mưa rào và rải rác có dông, tập trung về chiều tối, đêm và sáng sớm. Hiện nay toàn vùng gieo cấy được khoảng 820.000 ha lúa mùa, trong đó thì diện tích chỗ toàn vùng khoảng 570.000 ha. Toàn vùng ghi nhận 170 ha lúa bị bệnh đạo ôn cổ bông, tăng 40 ha so với tuần trước và 150 ha so với cùng kỳ của năm trước. Diện tích nhiễm bệnh tập trung chủ yếu tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Bắc Cạn. Theo dự báo, thời gian tới, bệnh đạo ôn cổ bông có khả năng tiếp tục gia tăng diện tích nhiễm và mức độ hại tại khu vực này do nguồn bệnh sẵn có trên đồng ruộng và điều kiện thời tiết đêm và sáng se lạnh, độ ẩm không khí cao, trời âm u nhất. Để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do bệnh đạo ôn gây ra trong sản xuất lúa, bà con nông dân các tỉnh miền núi phía Bắc cần lưu ý như sau. Trước tiên thì cần phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông, đặc biệt là ở các trà lúa đã bị nhiễm bệnh đạo ôn lá và ở trên những giống nhiễm nặng đạo ôn cổ bông như là G02, Bắc Thơm số 7, Xén Cù, Đài Thơm 8. Bên cạnh đó thì cần phun thuốc vào sáng sớm, chiều mát, không phun thuốc vào thời điểm lúa đang phơi màu. Các ruộng lúa sau khi phun thuốc nếu gặp thời mưa thì phải phun lại. Ngoài ra thì không sử dụng phân bón và các chất kích thích sinh trưởng ở trà lúa sắp chỗ có nguy cơ nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông. Xin được chuyển sang khu vực Bắc Trung Bộ. Thưa quý vị, thời tiết trong vùng tuần này mây thay đổi đến nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông ở một vài nơi. Trên cây lúa toàn vùng đã gieo cấy được khoảng 305.000 ha lúa hè thu mùa, đã thu hoạch được 190.000 ha, chiếm khoảng 64% diện tích gieo trồng. Trên những diện tích mùa muộn ở khu vực này thì đang bị 3 đối tượng gây hại chủ yếu, gồm chuột cắn phá khoảng 600 ha, tăng 190 ha so với cùng kỳ năm trước, bệnh bạc lá, đốm sọc, vi khuẩn xuất hiện trên 270 ha, tăng 35 ha so với cùng kỳ năm trước. Lúa cỏ phát sinh gây hại trên 110 ha. Và để bảo vệ sản xuất lúa hè thu mùa, Cục Bảo vệ Thực vật khuyến cáo bà con cần như sau. Tiếp tục triển khai công tác trừ chuột, bệnh bạc lá, bệnh lem lép hạt và các loại dịch hại cuối vụ. Cắt các cọng bông lúa cỏ sáng sớm càng tốt để tiêu hủy bằng cách đốt hoặc là làm thức ăn cho gia cầm. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với trạng thái thời tiết mây thay đổi, ngày có nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác. Hiện nay thì diện tích trồng hồ tiêu trong vùng đạt 86.000 ha đang trong giai đoạn quả non, nuôi quả. Toàn vùng ghi nhận 1.200 ha nhiễm bệnh chết chậm và 86 ha nhiễm bệnh chết nhanh. Nấm bệnh gây hại cho dễ tiêu vào mùa mưa, nhưng đến cuối mùa mưa thì gây chết hàng loạt.
bệnh phát sinh và lây lan mạnh đối với các vườn tiêu không thoát nước tốt, bón phân không cân đối. Còn đối với vườn hồ tiêu kinh doanh thì bà con cần lưu ý như sau. Trước tiên thì cần thường xuyên thăm vườn, thoát nước tốt, tránh ngập úng khi mưa nhiều. Ngoài ra thì cần bón phân cân đối kịp thời, cắt tỉa cành và dây hồ tiêu bị bệnh, ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học để phòng trừ theo nguyên tắc 4 đúng. Còn đối với vườn kiến thiết cơ bản thì cần bón phân cân đối đầy đủ, chú ý là không bón sát gốc, chủ động phòng trừ theo quy trình kỹ thuật quản lý bệnh chết nhanh, chết chậm, hại hồ tiêu do Cục Bảo vệ Thực vật ban hành. Bên cạnh đó thì có đến 3.000 ha trên tổng số 48.000 ha sầu riêng trong vùng cũng đang bị bệnh nứt thân xỉ mủ. Trong điều kiện thời tiết tăng mưa xen kẽ, nông dân cần thường xuyên thăm vườn và chủ động phòng trừ bệnh nứt thân xỉ mủ theo quy trình kỹ thuật quản lý bệnh Phytophthora tại sầu riêng do Cục Bảo vệ Thực vật ban hành. Và cuối cùng là tại Nam Bộ. Thưa quý vị, thời tiết khu vực này trong tuần phổ biến có mưa rào và dông ở một vài nơi. Hiện nay toàn vùng đã xuống giống tổng cộng là 670.000 ha lúa đông mùa, tập trung ở nhiều giai đoạn khác nhau. Khu vực này cũng ghi nhận 3.900 ha lúa bị bệnh đạo ôn lá, tăng 900 ha so với tuần trước. Bà con cần lưu ý, giai đoạn bón phân, đón đồng thì không nên bón thừa phân đạm, bón bổ sung thêm các loại phân có chứa canxi và silic để tăng sức đề kháng cho cây. Ngoài ra thì không để ruộng khô hạn, không phun các loại phân bón lá và thuốc kích thích sinh trưởng. Phun thuốc đặc trị đạo ôn để phòng trừ bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông. Áp dụng nguyên tắc 4 đúng khi phun. Và cần chú ý là nên phun thuốc khi lúa thấp tho chỗ và lúc lúa chỗ đều. Áp dụng quy trình phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa của Cục Bảo vệ Thực vật ban hành để bảo vệ năng suất và phẩm chất lúa. Và đến đây, bản tin dự báo sâu bệnh và dịch hại 7 ngày của kênh VTC16 đến đây là hết. Cảm ơn Cục Bảo vệ Thực vật đã đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.